Xin chào các bạn. Hôm nay thì rất là vinh dự cho anh em bọn mình là có các anh nhịp sống Tây Bắc xuống chơi các bạn ạ. Ở đây thì các anh em thì một nửa đi út dẫn đi quay video trên kia rồi các bạn ạ. Còn lại thì ở đây chỉ còn có anh Khánh thôi. Thì mình đang chuẩn bị làm mấy thứ để anh em ngồi giao lưu. Rất mong các bạn ủng hộ video anh em bọn mình. Cảm ơn các bạn. Bọn mình đang chuẩn bị đánh tiết canh ngan các bạn ạ. Một con đổ hẳn nó ra ngan đực và một con ngan cá. Đổ hẳn ra ngoài này. Có một con ngan cánh tiên luôn. Ôi. Con ngan cánh tiên đây nhưng mà nhốt vào tải, bây giờ bỏ ra chắc nó cái tải kia nó kín quá nó chết mất rồi. Thì một nửa anh em nhịp sống Tây Bắc thì đi bắt cái con đuồng, con sâu cọ các bạn ạ. Ở lại thì có Mít với Bình với anh Khánh thịt ngan thôi. Món kia món sâu cọ sâu cọ là mình quay nhiều rồi nên đâu ra là mình không quay nữa. Chào anh em nhá. Đấy. Này anh Khánh đạo diễn tiết canh anh. Chiến tiết canh anh em ạ. Tiết canh Tây Bắc đây. Hôm nay xuống có thọ mà. Con này nữa. Ngan này rất là già nha các bạn nhá, ngan. Phí nhờ con kia lại đi mất củ tỏi mất nhỉ, chán thế. Rõ ràng hãm tiết canh 2 3 bát đây mà. Đúng rồi. Hôm nay là mình khai trương thớt mới các bạn. Mít thấy thớt mới của anh nào? Được không? Anh sợ em vừa bảo mà là vào tay chú anh là lại vỡ đấy gì? Chú anh 2 hôm rồi lại vỡ. À ừ. Hôm nay mới hôm đầu tiên nhỉ. Đấy, các bạn nghe tiếng thớt mới kêu sướng thật. Đây là bamboo tiết canh nha các bạn nhé. Luộc hết luôn rồi anh. Ờ. Đấy anh cho giúp em. Hôm nay nắng ác chưa? Nắng ác các bạn hôm nay. Hôm nay mà đi ở trên rừng là mát lắm đây hôm nay. Mít đây cái chân của em bây giờ nó không gập được vào hay là? Thế là thành tật luôn à? Thằng em trước đã đi va chạm xe nên là gãy mất chân. Giờ là ngồi ăn với lại các thứ là không có co được. Thì nữa sẽ làm hai loại tiết canh các bạn. Tiết canh theo kiểu Tây Bắc và tiết canh theo kiểu Đông Bắc. Tiết canh Tây Bắc có bổi không? Có bổi và nhưng mà lại có thêm rau thơm. Rau thơm ớt tỏi đúng không? Còn tiết canh chúng em thì chỉ có nhân thôi. Nhân với tiết không mình chính các thứ thôi. Thiếu mất đầu bếp Hòa nha các bạn nhé. Đầu bếp Hòa đang có ít việc nên là hôm nay không xuống được. Việc nhờ đầu bếp Khánh nhé. Nói chung là chưa sành mới. Đang tập thôi. Đang tập. Nhừ phết đây nhỉ. Yeah. Thằng Mít băm nhừ nhỉ. Nguyễn thế này đẹp đấy nè. Cho thêm cái thế là cái lòng các bạn ạ. Chỉ được 3 bát thôi á. Không. Đây, anh em làm hơi không, ít không, đấy. Không không. À. À cái này một nửa đánh kiểu Phú Thọ, cái nửa kia đánh kiểu à đánh kiểu Sơn La gì. À rồi ok ok. Quên đấy. Vừa làm mấy con sâu tình hình như nào anh? Ổn không? Ngon đấy. Ngon lắm. Nhìn cái đầu răm của Thanh ấy, nó nhìn lộn bao nhiêu cho đủ đấy. À, dâu răm á? Ừ. Ủa, tốt lắm. Em thấy ngứa mặt với lưỡi à? Tê tê đổ lưỡi à? Trả tiền tôi 1 triệu đi đúng không? Là phải sợ nhờ. Thế nào anh? Còn kín. Nó không đông thì mình lại làm canh tiết mà. Đúng rồi. Ra tiết canh ngan thì cái này không tin đâu bởi vì được ít tiết lắm. À. Đấy. Đây có hai bát đây. Đây là bát đánh kiểu ở dưới mình các bạn, chỉ có nhân với tiết thôi. Sao lại bắt lòng rồi đấy. Con lẫn này. Mềm
mưa. Vẫn báo mưa đúng không? Mưa to này. Dầu xét này. À. Cho cái đấy vào nồi nước canh ấy nhỉ? Cái kia bỏ à bỏ? Cái nước ấy. Phun khủng căn khẳng không tối hẳn. Cái này là ham nước mắm đúng không? Bát tiên này ham nước mắm đúng không? Không, muối. Muối à? Muối có gì không đâu. Ô thế còn thừa bồi kia làm nào? Liệu ổn không anh cái? Không được. Nghe mỏng manh á. Mỏng manh. Tiếp mỏng. Bắt thêm tiếp vào. Vẫn cố bắt nữa. Tiếp ở đâu? Đây. Cho thêm nước vào. Cho thêm nước vào bò. Toàn nước. Đấy. Thêm vào đi. Đấy, bấm nốt con này là xong. Thịt con này trắng hơn con hôm qua nhỉ anh nhỉ? Con hôm qua có vẻ ngon hơn nhá. Đúng không? Hay là hôm qua mình luộc luộc đỏ, luộc tái đúng không? Đây con này chính là cái lưỡng ngan hôm trước ăn thịt rừng các bạn ạ, nhưng mà con này có vẻ là không bằng con hôm trước. Hay là con hôm trước anh em nướng nó luộc nó tái nó ra nhìn thịt nó ngon hơn, dày hơn. Sắp mưa đấy anh em ạ. Con cánh tiên thì thịt nó không ngon mấy các bạn. Con cái thì thịt nhìn chất lượng hơn này đấy. Đúng là mua ngan anh em phải mua ngan cái nhá. Cái ngon hơn. Đấy, nhiều nạc hơn. Nhưng mà chín quá nhỉ. Chín quá. Hôm qua nhìn phê hơn này anh Vĩ nhỉ. Hôm trước ăn trên rừng ấy. Đây dân chơi ở đây cái mọi người một bát thôi nhỉ. Sống ở mọi người mát cho nhanh nhá. Biết chọn người để ấy nhỉ. Còn đâu dượt dượt sang biết ui rang lại cảm thấy ngon nhỉ. Rang mà nó tóp teo như kiểu con bị bệnh ấy. Cái này luộc cái sao anh em luộc cái sao ấy. Đây. Rang có một cái. Rang măng chua mà. Cái này thấy có măng chua. Có chứ. Có cả nước măng chua mà. À. Mai cá này. Thế mai kia ăn cái này. Anh em thử cá Phú Thọ nó có nhảy khỏe không? Thử chứ. Tiết canh hôm nay đánh hai kiểu nha, kiểu Tây Bắc và kiểu Tây Bắc đông hơn này. Ui, cái canh đông rơi của anh em mình chuẩn. Ui đây gọi ông trẻ nào. Người mời anh em nhá. Rồi mời anh em nhá. Anh em nhá. Hôm nay Hòa không xuống được. Tiếc thế ăn chắc không ngon đấy. Mời anh em. Mời anh em nhá. Rồi rồi. Mời anh em. Lên lên. Lên ăn thế. Lên đấy. Lên bài nhờ. Đánh bài chứ, ăn xong phải đánh bài đàng hoàng chứ. Thôi ông trẻ đây. Bác Hâm dịch lên tí cho ông trẻ ngồi chen kéo vào chỗ này. Ôi, ở đâu này ơi. Tí con đi kiểm tra cá sức khỏe của ông trẻ chén. Phía làm con cá sức khỏe, cá của ông trẻ tí nhỉ. Được, thoải mái nè. Chứ ông chỉ có con cá gì đen 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 cá rô phi ra nhỉ? Con rô phi mà. Nè. Rồi. Mời nhá. Sức khỏe nhau nhá. Mời ông nhá. Chúc ông sức khỏe nhá. Mời anh em nhá. Mời em thơm nhá. Ok, mời chú anh. Let's go. Nhìn em nó. À, em thơm nhở. Nhìn kiểu giống như cái gì nhìn còn lớp. Kiểu ý thôi. Đừng nhìn này anh nó. Không phải soi. Không phải soi à. Cao bây giờ này bốn mắt. Thôi anh em dùng đi. Mời chú nhá. Ờ. Thôi mời tất cả anh em đi. Anh em sâu bọ đi. Mời anh em đi. Anh em cứ sâu bọ là căng nhỉ. Sâu bọ đi nhanh hơn đúng không? Ừ. Dễ chết hơn nhỉ. Thôi anh em đi cho khỏi đi. Anh em muốn sướng xếp. Nướng ăn chắc ngon hơn nhỉ. Như lào đúng không? Đấy là cái gì ạ? Không, mít mồm nhỏ cho nó cái thìa thôi. Mồm nhỏ thì khó lắm, ăn nhỏ lắm. Mít lạnh đấy. Cái cây ớt non mà. Ớt ngọt đấy. Mít lên đây khỏe vào. Học nhanh thế. Thế mà là mít ý. Ôi trời lông hát này. Xăm chủ cái kia. Khỏe. Tít và mít. Chùn thế. Chưa chén nào chả ít lắm. Chắc là... Chắc là... Đâu không em, đùa mặn muối nào. Chứ canh. Mặn đúng không? Ừ. Mời anh Khánh. Cái này chỉ cay thôi. À, cay đâu ạ? Ờ. Biết rồi đây mà. Mời anh em nhá. Vâng. Mời bác Khánh.
chú anh quá người. Ờ rồi ok, tao cỏ một tí với Khánh đi. Không nói nên lời. Đến rượu đi. Đến luôn, đến đây mít thôi. Ơi giời ơi. Rồi uống đâu mà chứ. Chúng ta bận rằng. À chú Dũng, anh em mình rồi đã lên tiểu luôn đúng không? Chú anh lên đi. Đến chú sao làm chú lên rồi nhưng mà chú múc cho tí. Chú anh múc cho á. Trong đời sao cuộc đời nó sướng thế. Trong cuộc đời nó bao la trong đầy. Kiểu giống như kiểu không ngờ đúng không? Không ngờ mà. Đấy. Nước mùi vào tí đúng không? Mùi. Đấy. Nước mùi à? Chơi. Để nó trơn vào tí đúng không? Cho nó dễ vào. Dễ nuốt. Ôi ôi. Rượu cho rót rượu cho lại đổ đi. Ôi em mình lên rượu trước đi. Đấy. Thôi mời tất cả anh em nhá. Tiếp cái là đây là 26 à? 26. Tưởng là 19 nhé. Thôi mời tất cả anh em 19 nhá. 26 anh em ơi, đánh tiết canh đấy. Bác Khánh mà. À bác Khánh à? Không ngờ ấy nhỉ. Nhìn thế nào mà hóa ra được đánh tiết canh như này. Còn có lạ. Quá ngon không anh? Làm tim. Quá ngon không anh? Quá ngon không anh? Quá ngon không anh? Tiết quá. Được không? Ngọt nước. Tiết canh đúng không? Ôi chiến không? Ôi đến tình là mình phải ăn kiểu tiết canh canh cơm. Rồi. Chú Dũng đấy, ngọt nhờ. Cái tỏi này, tối mà anh em phải làm con nữa. Ngồi. Thách ăn luôn đi em. Đó, anh dùng đi, anh dùng đi. Bác Khánh nhờ. Bác Dũng chưa đi em. Cũng biết làm đấy, chẳng qua là dùng cái người đúng không? Chẳng qua người làm, ai là tự làm. Không phải người làm, không chen được. Gặp mình cái bài thứ hai. Anh em à. Mình chen ăn rồi, mình ăn chán cơm à. Phải ăn cơm mới ngon. Ui thế. Ăn gì đấy? Ô, ăn gì đâu, mình ăn cái này lâu rồi chứ. Lại lại bảo ông này thích khác người đúng không? Có được mà. Có sở thích kiểu này các bạn ạ, không hiểu sao. Ngon. Chắc số đấy. Mời nha. Mời người nha. Đấy, anh em nó cũng tủ đi đấy. Đấy, được rồi, 26 nào. 26 là 19 nhá. Cái chăn cơm hôm nào. Hôm nào anh em mình thử đi nhờ. Ừ. Mất mẹ. Trộn vào. Mình giờ anh em nghiện ấy. Thử làm gì. Quá rồi nhá. Thụt luôn. Không, nếu mà lần sau ấy. Dạ, em thơm ạ. Không phải em nhá. Lần sau ấy mình cho cơm vào là. Anh em cứ cho nhá. Rồi, chết đi. Đúng không? Đúng không thơm? Lần sau đấy mình lấy cơm làm gia vị nó luôn. Đúng rồi. Đỉnh ấy. Đỉnh ấy. Tháng khoản các anh ạ. Không ngờ, không ngờ chúng đi đâu thì hết rồi, không ngon rồi. Mời anh em nhá. Rồi chết đi bác Lâm ơi. Tiết canh Phú Thọ. Tiết canh Trần La. Tiết canh Trần La, Phú Thọ vẫn còn đây này. Đỏ không này, đấy. Tí nữa sau. Đến đâu thì đến. Việc thì việc. Này các bạn. Việc thì một khi anh em thăm nhau thì 10 ngày thì viết. Ăn con bò đã chiều thôi. Ăn hẳn con bò đó. Trước hơn. Từ bên ăn tiết Phú Thọ ra nhìn nào. Phú Thọ chán cơm à? Không có chán. Hết cơm rồi. Nhà hết cơm rồi. Chắc thơm hạt dổi hơn đúng không? Nhiều hạt dổi hơn đấy nha. Mặn hơn đấy. Mặn hơn à? Đó, Phú Thọ 19 Phú Thọ phải mặn hơn. Mặn hơn là phải ghét hơn chứ. Đồ ăn. Trên thì nó là hẳn 26 rồi đúng không? Ừ, 26 như thế này. Lên đi. Ăn lên đi. Đến luôn đi. Ăn mặn đúng không? Không muộn đấy. Phải lên chứ. Không đến, không đến mỏ đâu. Sửa trường mình cơ mà. Chán cơm ăn sửa trường. Người Phú Thọ là không thích cho gia vị vào nhỉ? Đúng rồi. Bình thường mà. Ném. Hơi mặn. Đông cùng cả các bạn nhá. Rồi, không mặn mấy nhưng mà. Tiết canh Phú Thọ lên. Nào cho rượu vào đi nhỉ? À, đang nhấm nháp đúng không? Thơm hạt rồi. Lên đi. Thơm hạt rồi mà anh. Chú anh, chú Dũng, anh Khánh. Ừ, gì đâu, có hai bát mà. À, nhờ, ba bát. Ba bát mà. Cho anh em thưởng thức trước đi, gì để sau cũng được. Chả, ông chả ăn tiết canh đi. Lên. Rồi lên đi anh cái. Lên tiết canh gì đến thế nào? Không ăn à? Không, chơi không dám ăn đâu. Không ăn nhưng mà lên. Đánh tiết canh. Mới nhá. Dùng phước là tiết canh. Ừ, Phú Thọ. Thơm ăn rồi hơn đâu mà, phải không anh? Vâng, thơm. Bọn em đánh kiểu chỉ đánh như thế thôi. Nghe bác ăn cảm giác sao lá thơm rồi. Ngon đúng không? Mời cho anh lên đi. Mình ôi. Cái này là tiết nhúng à? Tiết trộn. Trộn mà. Ôi, trộn là may rồi. Có may có trộn, có lò tí là may rồi đấy. May. Máu mình yêu thích là món đỏ. Không có bạn chẳng có cơ. Ôi được rồi, đúng rồi. Mời tất cả anh em Phú Thọ nhá. Vâng, mời anh em nhé. 19 lên thôi. 26 lên 19 này. Ờ, lên nhanh nhỉ? Lên đây. Ngon. Cái cành. Hạt rồi, phương phức.
Em này nước. Nó chắc của nhà chồng đấy nhỉ? Vâng. Bây giờ anh em về trong cái này anh em mình mới hạt đi chơi nhá. Dạ được, được được anh ạ. Em của Vũ tí sát khuẩn nhỉ? Ôi quá đúng. Sát khuẩn. Rồi đây đây, sát khuẩn của họ tí. Ờ. Vừa ăn kiếp này. Anh em chỉ trùng gì? Mời anh em nhá. Ông trẻ sát khuẩn đi ông trẻ. Lên nào. Ông trẻ hay sát khuẩn. Lên nào. Lên đi. Ai à? Lên. Hai em à, tối đi kiếm canh nhá. Nào, chuyến em nó. Lên đây. Rồi tít. Lên đi cô tít. Mít học nhanh thế nhỉ? Mít à, mít à. Mình cũng xin phép được kết thúc video này ở đây. Xin cảm ơn các bạn đã ủng hộ anh em bọn mình. Và nếu các bạn sáng nữa.